Tiếp theo phần bài tập trong bài tập mà xây dựng giao diện ứng dụng thì chúng ta sẽ có bài tập tiếp theo như sau. Đây là màn hình thể hiện cái sở thích của một cái cá nhân nào đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có cho phép chọn sở thích của bạn là gì. Chúng ta có thể chọn một hay là nhiều trong một nhóm các cái sở thích. Rồi cho biết là cái màu sắc mà mình thích nhất thì chúng ta sẽ chọn một trong một cái nhóm màu mà đã được cung cấp sẵn. Sau đó chúng ta nhấn vào nút thông tin bạn chọn thì nó sẽ xuất ra những cái gì mà mình đã chọn liên quan đến sở thích. Thì sau đây sẽ là phần phân tích yêu cầu của đề bài. Đầu tiên sẽ là thông tin nhập. Chúng ta sẽ chọn những thông tin về sở thích. Sau đó chúng ta đi xử lý duyệt qua các cái thành phần để tìm những cái thông tin đang được chọn. Sau đó chúng ta xuất ra thông báo cho biết chúng ta đã chọn sở thích gì. Thì đó là những cái phần trong phân tích yêu cầu của đề bài. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Thì để xử lý chức năng thì cái nút thông tin bạn chọn sẽ thực hiện là duyệt qua các cái checkbox để chúng ta tìm các sở thích được chọn. Thì chúng ta khai báo một cái biến sở thích có kiểu là string và ban đầu bằng rỗng, và cái màu sắc chúng ta cũng chọn là rỗng. Kế tiếp chúng ta khai báo một cái biến có kiểu là checkbox và chúng ta đi duyệt tìm các cái sở thích. Ở đây chúng ta sẽ gặp phải một cái vòng lặp là for each, rồi một cái phần tử in, đây là bên trong một cái tập hợp. Như vậy thì với mỗi cái checkbox trong cái group box sở thích chấm control, nghĩa là tất cả những cái điều khiển bên trong cái group box này, thì chúng ta sẽ hỏi xem nếu cái checkbox đó mà được chọn, nghĩa là chấm check bằng true, thì chúng ta sẽ gán cái sở thích nối chuỗi với cái tên của cái sở thích hiện có của cái checkbox hiện tại đang được chọn đó. Thì các bạn lấy thông qua thuộc tính test của checkbox. Rồi chúng ta nối chuỗi và chúng ta mỗi cái sở thích phân cách nhau bởi dấu phẩy. Và cứ như vậy chúng ta duyệt qua tất cả các cái checkbox nằm trong cái group box sở thích. Sau khi duyệt tìm xong hết rồi thì chúng ta sẽ còn dư một cái dấu phẩy và dấu khoảng trắng ở cuối. Thì chúng ta sẽ loại bỏ nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ hỏi nếu như mà sở thích nó khác rỗng thì chúng ta sẽ thực hiện là dùng cái phương thức substring. Chúng ta lấy chiều dài trừ đi 2, có nghĩa là cái độ dài của cái phần này chúng ta loại bỏ, và chúng ta lấy cái từ cái vị trí đầu tiên cho đến vị trí gần cuối trừ đi 2, thì chúng ta sẽ có được cái chuỗi sau khi đã loại bỏ. Sau đó chúng ta đi tiếp tục duyệt tìm cái màu sắc thích nhất, thì các bạn khai báo một cái radio button và dùng vòng lặp for each radio button trong cái group box màu sắc chấm controls, nghĩa là tập hợp các cái điều khiển bên trong cái group box này. Thì chúng ta sẽ hỏi nếu như cái radio button này mà được chọn bằng true thì chúng ta sẽ cho cái màu sắc bằng với cái màu sắc đang được chọn. Đồng thời khi mà tìm thấy rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ khóa exit for, nghĩa là thoát khỏi vòng lặp. Bởi vì trong một nhóm chúng ta chỉ có một cái radio button được chọn thôi, cho nên là chúng ta sẽ thoát khi mà tìm thấy. Và cuối cùng chúng ta thông báo message box sở thích của bạn là, rồi chúng ta đưa vào cái biến sở thích. Sau đó chúng ta xuống dòng vào cái màu bạn thích nhất, chính là cái màu sắc mà chúng ta vừa tìm thấy. Như vậy là chúng ta vừa xem xong cái phần hướng dẫn giải. Thì sau đây sẽ là phần bài giải cụ thể của màn hình này. Thì đây là cái màn hình mà chúng ta đã được thiết kế sẵn. Thì trong cái nút thông tin bạn chọn thì chúng ta sẽ có những cái xử lý tương ứng mà chúng ta vừa được hướng dẫn. Thì khi mà thực thi chương trình thì các bạn sẽ thấy, ví dụ tôi chọn những cái sở thích như là
Rồi màu sắc tôi chọn, thì thông tin bạn chọn nó sẽ thể hiện như thế này, nghĩa là sở thích nằm trên một dòng và màu sắc nằm trên một dòng. Như vậy là chúng ta vừa làm quen với những cái điều khiển, đó là chatbot và radio button. Thì những cái điều khiển này, các bạn thấy cái sự khác nhau của nó, đó là chatbot cho phép chúng ta chọn một hay là nhiều trong một nhóm các thành phần trong một cái group box. Còn ở radio button thì chúng ta chỉ phép được chọn một trong một cái nhóm thành phần của một cái group box mà thôi. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.